Xin chào tất cả bạn, ngày hôm nay thì công ty Cầu Việt mình làm cái video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm cái dòng kính áp tròng xuyên mài mới của hãng. Đấy thì chúng ta phân phối hiện tại cái dòng kính này thì nó là đeo là rất ok và mới sản xuất. Đấy cho nên là đeo êm mắt này, không quặn mắt này mà nhìn mài cực nét luôn. Thì tôi sẽ đi vào giới thiệu chi tiết về cái kính này cho anh em xem nhé. Xin chào tất cả các bạn, chơi bộ môn bài lá biệt thì ngày hôm nay thì công ty Cầu Việt mình làm cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm kính áp tròng mới của hãng nhá. Đây là cái sản phẩm mới hiện nay. Cái ưu điểm là đeo êm mắt này, không đau mắt, không quặn mắt và nhìn bài siêu nét luôn. Đây là cái sản phẩm kính mới nhất như mới hiện nay luôn. Các bạn là bên trong cái cấu tạo của kính này. Đấy. Các bạn chơi có thể chơi qua đêm luôn, mắt rất ok. Đây là những cái chỗ là dụng cụ để mà gắp kính và đeo kính này, cái cây đeo này và hộp để các bạn mang đi đến chỗ chơi. Và đúc túi quần này. Đây là lọ bảo quản kính này. Đó. Và đây là cái sản phẩm kính áp tròng để kẹp vào trong này rất là ấy luôn. Đấy, rất là bền. Có một lưu ý với mình các bạn thế này. Lưu ý các bạn này, khi các bạn đeo kính này vào là người đối diện là không thể nhìn thấy các bạn đeo kính như mắt các bạn như mắt bình thường. Và bài thì bên mình có rất nhiều mẫu bài để các bạn lựa chọn, bài trắng, bài xanh, 2K, bài poker. Đấy, rất là nhiều mẫu bài để các bạn lựa chọn. Để chơi bộ môn này các bạn cần luôn những cái bộ bài cho mình, trả những cái bộ bài double K như này. Các bạn lưu ý này, phải luôn bài vào nhá. Còn kính là không thể nhìn bài ngoài thường ngoài chợ được, khẳng định như thế. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mình test cho các bạn xem khi đeo kính thì nhìn nó như thế nào. Đấy. Thì đây là cái kính thử này, mình sẽ đeo vào mắt camera thì nó cũng giống tương tự như các bạn đeo kính vào để mà nhìn bài thôi. Thế đấy thì đây là cái bộ bài. Đấy, mình sẽ bóc cho các bạn xem này. Đây. Đấy. Bài thì chất bài rất là đẹp luôn. Đấy, lắp vuông, các bạn nhìn kỹ này. Đấy, lắp vuông nhá. Bài đẹp luôn này. Đây nhìn các bạn nhìn sang của nó luôn. Đấy. Đây bạn nhìn này. Đấy, sang này. Thì bây giờ mình sẽ đeo kính vào để mà nhìn xem như nào nhé. Đây thì khi đeo kính vào thì nó như thế này. Đấy. À, nhìn rõ chưa? Đây là con quy này. Các bạn này nhìn qua này, con quy này. Đấy. Quy bit này. Quy bit thì nó sẽ không đánh dấu gì. Con 10 này. Đấy. 9 là móc chìa khóa này. 8 này. 7 này. 6 này, nhìn rõ chưa? 5 này. 4 này, 3 này, 2 này, át này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chuyển đến đây là các bạn nhìn con này, nó xung quanh này không có gì. Khi sang chất khác này, không biết con bit nó sẽ xung quanh này không có gì này. Sang chất này, này. Chất cơ này, thì nó đánh dấu góc này. Các bạn nhìn thấy không? Đây con ca cơ này. Đấy. Quy này, G này, 10 này, 9, 8 này, 7 này. Rất là rõ. Đấy. Đấy thì đây là chất tép này, chất tép thì nó đánh gạch ở trên ngang này và ta tép này. Đấy. Rất là rõ, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, đây là cái rô. Rô này, rô thì nó sẽ đánh ở bên này. Đấy, đây còn 4 rô này. Đấy, nhìn thấy chất các bạn nhé. Đấy, khi bỏ ra thì nó lại bình thường. Đấy. Bài rất là cứng và đẹp. Mình khẳng định luôn, bài mình ở trên thị trường là cứng nhất, đẹp nhất, đánh như bài bình thường luôn chứ không thô ráp. Đấy, và đánh được lâu. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng thì các bạn cứ đến trực tiếp ở Hà Nội hoặc Sài Gòn, mình có hai cơ sở Hà Nội và Sài Gòn. Còn không thì mấy hỗ trợ ở Ship Cốt. Đấy. Thì đây mình sẽ test luôn cho các bạn cái bộ bài kim cương này nữa này. Bài kim cương này cũng rất là dễ nhìn. Đeo kính vào này. Khi các bạn đeo kính thì sẽ rõ hơn, khẳng định như vậy. Bộ này nó hai lớp giấy. Ngoài kính áp tròng thì bên nhà mình còn phân phối máy đánh bài, đồ sóc đĩa các thể loại nhé. Đây. Con át này. 2 này, rất rõ nét này. 3 này. Nhìn này, 4 này.
5 này. Đấy, còn cái bàn kim cương này lại làm xung quanh. Đấy, rất dễ nhìn. Con 10 này, gì này. Đấy, khi bỏ cái kính thử ra này, nó lại như bề bình thường này. Đấy thì ở mẫu bài thì bên mình có rất là nhiều mẫu. Các bạn quan tâm về sản phẩm thì bạn cứ alo trực tiếp cái số điện thoại cho nhà mình nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì bên công ty máy đánh bài bịp CVK này làm cái video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm máy đánh bài bịp mới của hãng. Thì trên trước mặt các bạn đây là những cái dòng máy đánh bài vừa được chúng tôi sản xuất và nâng cấp những phần mềm này và hệ thống camera giúp con máy đánh bài báo nhanh hơn. Đấy, và đọc bài là chuẩn xác hơn, chính xác tuyệt đối 100%. Thì giới thiệu trước mặt các bạn đây là con máy đánh bài CVK ngụy trang một con trên một con Samsung. Con này thì giá tầm trung các bạn nhé. Con này là CVK 680S được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Đây là CVK 700 đấy, cũng ngụy trang trên nền một chiếc iPhone. Và đặc biệt có hai con máy đánh bài CVK 800 và CVK 900 là ngụy trang trên nền với con iPhone 13. Đấy, rất đẹp luôn. Máy rất là đẹp. CVK 800 các bạn nhé. CVK 800 và CVK 900. Đây là hai mẫu đánh bài là tích hợp công nghệ cao cấp nhất. Thì để chơi bộ môn này thì các bạn cần luồn bộ bài vào. Cái bộ bài mã vạch. Thì đây là những cái bộ bài mã vạch này. Nó giống bài bình thường. Chỗ các bạn chơi cái bài gì bên tôi đều có để cung cấp cho các bạn. Đấy. Thì để không làm mất thời gian các bạn, tôi sẽ đi vào tôi đánh cho các bạn những để các bạn thấy cái độ hiệu quả của cái máy này nhá. Và tốc độ báo bài của nó như nào. Nói qua về cái ưu điểm của con máy bài CVK 800 và CVK 900 này thì thiết kế của nó rất là đẹp, cứng cáp và tầm quét của nó rất rộng và xa. Đấy, và nhanh. Đấy là những cái ưu điểm. Tôi sẽ test cho các bạn cái môn bài liêng của CVK 900 nhé. Thì khi chơi thì các bạn sử dụng cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này, các bạn cho vào nhĩ tai. Đấy. Thế còn bình thường thì tôi test thì tôi để ra ngoài luôn. Mặc định khi các bạn cài đặt máy thì tự động sẽ kết nối tai nghe và không phát âm thanh trừ khi để cố tình để ra ngoài. Đấy, các bạn không lo là đang ấy nó lại nói nhá. Tôi đánh thử môn liêng, tôi để cho là báo một nhà lớn nhất. Đây bài đây, đặt thế này. Máy báo 1, đấy các bạn đặt ra là báo thôi. Máy báo 1. Đây. 4 điểm thôi nhưng mà nhấp nhá. Đấy. Nhà số 2 này chỉ có 2 điểm này. Nhà số 3 này 1 điểm này. Nhà số 4 3 điểm này. Đấy, trong quá trình chơi các bạn phải tăng giảm người chơi ở đây. Đấy. Đấy là tốc độ của con máy CVK 900. Bài thì đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy, cắt đi để báo này. Đấy, rất nhanh. Đây là con CVK 900 này. Vừa rồi là tôi vừa chơi thử mua cho các bạn môn liêng. Cái con này thì có thể chơi tất cả các môn bài nhà Việt Nam nhé. Ngoài Bắc chơi 3 cây là liêng sâm phẩm chắn này. Trong miền Nam chơi bài cào, binh thực xám, binh Ấn Độ, hôm năm lá và biểu. Thì đây là con máy đánh bài CVK 800. Tất cả nó còn đều nguyên siêu này nhé. Đấy, mới đét 100%. Tôi sẽ test cho các bạn môn 3 cây. Thì tất cả chơi thì các bạn cài đặt thì nó đơn giản, không có gì cả. Tôi để 4 người chơi chế độ ra ngoài môn bài 3 cây. Thì đánh 3 cây thì lại phải bỏ lọc. 9 ăn,
chín nhị mới ăn, môn bài ba cây là như vậy. Với cái máy này anh em chơi được binh sập sám này, binh Ấn Độ và bài cào nhé. Ở trong miền Nam hay chơi những các môn đấy. Tôi để 4 người chơi. Máy báo 1 thì các bạn bỏ đi 1 lá. Đấy, nhất 1 chia 1. Đấy. Thì chơi ba cây thì bốc thì mình bốc cái thì là mình nhất. Cái đây là 9 điểm này. Đấy. Mình tính cái như bình thường. Đây cũng 9 nhưng mà 9 nhỏ hơn. Đấy, 9 có 2 rô thôi. Đây của nó là tận 6 rô cơ. Đấy. Đây 8 điểm. Đấy bạn đấy à, bảo rất nhanh luôn. Tôi kép thêm các bạn muốn liêng cái của máy con máy này. Liêng thì tôi để báo chế độ 2 người đi. 2 nhà lớn nhất nhé. Vẫn để 4 nhà chơi cho nó dễ chơi. Thì liêng thì lại chơi cả bộ, cả người luôn. Đặt 4-2 này, cắt đi này. Đấy, chưa? 2-3 này nhá. Mình sẽ tính là 2-3 cái thứ hai cắt đi ạ. Và khi tôi nhân bài lên thì nó lại chia một con bài nó khác và nó quét vào. Thì mình tính cái thứ 2-3. Đấy. Quan nhìn qua này, rất chuẩn luôn nhé. 2 là 7 này. Đấy. 3 là 6 này. 5 này. Đấy. Để cháo đều thêm một chút nữa cho nó đi bớt người. Test cho các bạn ván nữa đây. Thì khi các bạn chơi thì các bạn kết nối với tai nghe nó sẽ không báo như này nhá. Các bạn lưu ý như vậy, không phải lo nó nói như này đâu. 1-4. Một liêng nhá, 1-4. Đây đây. Máy báo 1 thì là liêng này, 2-3-4 này. 4 này. 4 là 7 điểm này. Đấy. Những nhà còn lại này. Không có gì này. Cái đấy là con máy đánh bài CVK 800. Vậy chúng ta sẽ chuyển căn sang con CVK 700. Đây con CVK 700 này tôi sẽ đánh cái môn bài cào đây. Bài cào miền Nam. Để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đặt đây. Đây hiện giờ đang kết nối vào tai nghe. Tôi sẽ mở vào chế độ ra ngoài. Đó. Đây là một con máy đánh bài CVK 700 đánh bài cào. Máy báo 1 chắc chắn là 10 nhà số 1 lớn nhất rồi. Đấy. Nhà số 1 này, 6 điểm này, lớn nhất này. Đấy, những nhà còn lại này, không có gì luôn. Thì với cái máy đánh bài, riêng về máy đánh bài báo nó không bao giờ có thể sai được. Đấy, chỉ nó hơn nhau ở cái tầm quét bài, đấy, tầm rộng này và tốc độ. Chứ còn máy báo nó không bao giờ sai nhé các bạn nhé. Đặt là báo, ngang rộng quan trọng. Đây là môn bài cào miền Nam. Đấy, máy báo 4 này. Nhà này 7 điểm, nhà số 4 là 7 điểm này. Cái nhà còn lại này không có gì luôn này. Đó. Tiếp theo thì giới thiệu đến con máy đánh bài CVK 680. Đây là CVK 700 nhé. Đây CVK 680.
Đấy. Với con máy bài Silver 680 tôi sẽ đánh cho các bạn cái môn bài là binh 6 lá hay còn gọi là binh Ấn Độ, máy báo 2. Rồi. 1 2 này, nhà số 2 tôi cho bạn xem luôn. Đây. Để xếp là đối với môn binh Ấn Độ thì các bạn có thể các bạn chơi qua các bạn biết điểm xếp để cho nó điểm mạnh nhất. Đấy. Đấy, như vậy là tôi cái này là 95, các bạn nhìn qua 95. Đấy, cái nhà còn lại chắc chắn là không thể qua được 95 rồi. Đây này, đây là 91 này. Đây 9 bù này. Đấy, báo nó chật 100% nó không mà xài được. Đấy, vậy, không thể xếp ra gì cả. Mở cửa sổ cho nó mát. Tiếp theo thì là tôi sẽ giới thiệu đến cái con dòng máy bài tầm trung. Đây, con này thì giá nó rất là mềm thôi. Thì cái con này cũng chưa được tất cả các môn bài nhá. Tôi sẽ test cho các bạn cái môn liêng. Để chế độ xả lá. Môn liêng này có rất nhiều kiểu báo, báo một nhà lớn nhất này, báo hai nhà lớn nhất này, và báo tất cả các nhà, và có cả kiểu xả lá. Đấy, bốc là mình là nhất, bỏ hai đi, một máy báo hai mình bỏ hai lá đi, chia ra đang đánh môn liêng nhá. Đấy, 9 điểm này các bạn nhìn này, rất là chuẩn xác luôn, và đặt là báo thôi. Đấy, đặt là báo. Đặt này. Đấy, 5. À, 5 là bỏ 5 lá đi chứ. Đấy. Đấy, 8 điểm này. Đấy. Nhất tuyệt đối luôn. Nhà này không có gì này. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng về tham khảo về cái mẫu máy bài này thì tôi trong cái khuôn khổ cái video tôi không thể giới thiệu chi tiết hết tất cả được, bởi vì máy rất nhiều công dụng. Cho nên là nếu anh em có nhu cầu, thậm chí hỏi cái máy bài này, các anh có thể liên lạc qua Zalo hoặc số điện thoại. Thì cơ sở thì có hai cơ sở Hà Nội và Sài Gòn. Đấy, thì anh có thể qua trực tiếp mà test hàng, hoặc là nếu mà muốn gửi về thì chắc chắn là phải đặt cọc. Đấy, một tôi là đại lý lớn nên là hàng hóa đặt cọc thì anh em sẽ nhận được đúng hàng như anh em đặt nhé. Rồi, cảm ơn anh em xem video.